Xin chào tất cả cô anh chị và các bạn Video này em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta Chữa cái căn bệnh đen thân khô cảnh trên cái cây hoa hồng Rất nhiều cô anh chị có hỏi là tại sao em lại lâu ra cái video đấy thế Thì thực tế là cây của em nó không bị cô anh chị Mà không bị thì rất khó làm những cái video nó không có dẫn chứng Vì vậy trong nội dung video hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị Bởi vì là hiện nay trong vườn của em nó có một số cây nó xuất hiện những cái hiện tượng như vậy thì em sẽ chia sẻ với các anh chị rồi em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta xử lý các vấn đề này đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cân mệnh đen thân Đây các anh chị có thể thấy được Đấy, mặc dù là trên cái cành này nó vẫn rất là tươi tốt các anh chị thấy chưa tuy nhiên nó có cái khúc bên dưới cùng ấy nó lại là đen à, những cái trường hợp này các anh chị hay gặp ở những cái, cái, cái cây thân chi nó đen ở gốc ấy các anh chị hoặc nó đen ở lưng thân xong rồi nó cứ lan dần lên trên hoặc lan dần xuống dưới À, hoặc là cô bác, cô bác anh chị có thể gặp ở những cái cành chiết hoặc cành dâm khi các anh chị trồng ấy nó hay bị đen ở cái vùng gốc như vậy à, thì khi mà cái cái cành cái cây của chúng ta nó bị như vậy rồi như các anh chị thì cái cành này hoặc là những cái cây thân chi đó hoặc cành dâm cành chiết đó là sẽ không cứu được các bạn chị nhé tức là nó sẽ chết à, nguyên nhân ấy là chủ yếu là do cái vấn đề dễ tức là dễ bị bị bệnh các bạn anh chị có thể là do cái con trùng nó cắn hoặc là do lấm dễ như ở đây các anh chị có thể thấy được là cái cái cây này của em là nó xuất hiện hiện tượng đó là do cái phần bên dưới của cái cành đó nó bị chết khô các anh chị Đấy, các anh chị có thể thấy được là nó lứt toác nó chết à, đây là nó xảy ra trên cây cây hồng già của em rồi Đấy, các anh chị có thể thấy nó có một cái nhánh nó vẫn xanh tuy nhiên có một cái nhánh là nó bị bị đen như vậy là do cái tuổi thọ của nó nó cạn tuy nhiên nếu cái vết đen này mà nó xảy ra ở trên những cái cây bánh tẻ ấy, thì là cái bộ rễ nó bị em lấy ví dụ như giả sử đây đoạn này nó là cái gốc thì bên dưới cái gốc này chính là cái rễ thì cái cây này chính là cái vấn đề dễ bị tức là nó đen từ gốc trở lên là là dễ bị vấn đề các anh chị nhá cái trường hợp đen như vậy mà nó xảy ra ở cái cành bánh tẻ không phải là cái cành hồng già như của em ấy mà nó xảy ra ở vùng trên ngọn đấy các anh chị thì hoàn toàn các anh chị có thể cắt bỏ dù các anh chị bôi keo liền sẹo sau đó anh chị phun thuốc lấm sau đó các anh chị cắt nước để cho đất nó khô các anh chị tưới lại l 3 m để phục hồi bộ rễ cho cây là được thế còn đối với trường hợp mà nó nó đen nhiều cành bánh tẻ quá thì bắt buộc các anh chị phải thay giá thể nó đáy chậu trồng lại thì cây nó mới phục hồi được thế còn một cái trường hợp mà nó liên quan đến cái vấn đề gọi là khô cành các anh chị khô cành là xảy ra ở trên những cái cành hoa hồng chứ nó không phải xảy ra ở trên cái thân các anh chị nhé à, ở đây em sẽ lấy ví dụ cho các anh chị em có cái cây hồng cổ sapa nó có một cái cành nó bị 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 khô đen đấy các anh chị nó nó bị khô như vậy thì khô như vậy thì nếu nó xảy ra ở trên cái cây bình thường ấy nó chỉ có một vài cành khô thôi ấy. thì đây là cái hiện tượng thay cành bình thường thôi đó là quy luật tự nhiên à, thường cái vấn đề này nó hay xảy ra ở trên những cái cây uh, trên ba năm tuổi à, trực, đây là gọi là trường hợp đào thải các anh chị hay vì vậy là chúng ta chỉ cần uh, cắt tỉa bỏ những cái cành khô này đi sau đó cô anh chị bôi keo liền sẹo vào là 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 xong thôi không có vấn đề gì cả Đấy, bởi vì cái trường hợp mà khô như vậy thì 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 không 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 đáng ngại các anh chị tuy nhiên cái trường hợp để phân biệt với cái trường hợp mà cây của chúng ta nó bị yếu dễ thì cái trên cái cành của chúng ta các anh chị nhé trên cái cây đó nó chỉ khô một vài cành thôi chứ nó không thể khô nhiều được khô nhiều một lúc là 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 cây của chúng ta có vấn đề tuy nhiên là mỗi một nứa hoa nó khô mất một vài cành mà nó là nó khô ở trên những cái cành già các bạn chị nhé ví dụ như đây em có cành già này thì nó khô ở những cành già như vậy thì thì nó là cái hiện tượng thay cành tự nhiên của cây thôi không 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 có vấn đề gì hay vì vậy các anh chị không không đáng ngại ở cái trường hợp này Đấy, còn nếu mà nó khô nhiều quá hoặc là nó khô cả những khô héo cả những cái cành mà nó bị nó cành non ấy thì thì đấy là cái bộ rễ của cây nó có vấn đề thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cây kiểu, của chúng ta nó thiếu dinh dưỡng vậy thì khô cành ấy nó có một cái trường hợp nữa là nó khô ở những cái cành chúng ta cắt tỉa các anh chị tức là cắt tỉa xong là nó sẽ khô từ trên khô xuống ở à đây em sẽ lấy ví dụ cho các anh chị em có một cái cây hồng cổ sapa sau khi cắt tỉa nó cũng có hiện tượng là khô ở cái đầu cành ấy sau nó khô dần xuống các anh chị đây là cái cây hồng sapa này em cắt tỉa thay cành cho nó và bây giờ tán nó rất là xung xuê tuy nhiên nó có một số cành nó bị khô đấy các anh chị đấy sau khi em cắt đau như vậy thì nó có cái hiện tượng là nó nó khô khô ở cái đầu 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 vết cắt, sau đó nó khô dần xuống. Và đến cái đoạn mấu đó thì nó dừng lại các anh chị nhá. Đấy nó còn ảnh hưởng đến một số cái cái cành nữa đây, nó có một cái cành nữa các anh chị. Vì vậy nó cũng khô từ trên khô xuống. À và trường hợp này thì nó liên quan đến vấn đề thiếu dinh dưỡng, tức là cái cành nó là thiếu dinh dưỡng các anh chị. Tức là khi cắt như vậy là chúng ta không bôi keo liền sẹo. Ở đây em có bôi keo liền sẹo, tuy nhiên khi bị gặp mưa là nó bị trôi các anh chị. Trôi như vậy là nó bị hở cái vết cắt đó thì những cái vết cắt đau như vậy là nó rất lâu liền vì vậy là nhựa nó chảy ra mất, nhựa nó chảy ra thì cái cái đầu cạnh nó thiếu dinh dưỡng, vì vậy là nó cứ khô dần xuống, đấy và nó khô dần khô dần xuống, vì vậy nếu các anh chị không biết được cái vấn đề này mà các anh chị không bổ sung dinh dưỡng cho cây ấy, thì nó sẽ khô hết và cái cây đó nó sẽ chết các anh chị nhé. À, vậy thì đối với cái trường hợp như vậy là các anh chị chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng cho cây thôi à, là nó sẽ sẽ hết. vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bổ sung chất dinh dưỡng như thế nào thì em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta cùng làm và sẽ khắc phục được cái trường hợp này đấy còn lại với nó với một số trường hợp nó khô ít thì không 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 đáng ngại đấy, ví dụ như cái cành nào nó khô là chuyện bình thường các anh chị đấy, tuy nhiên nếu mà nó khô mà nó không kiểm soát được tức là nó khô quá nhiều nó lan quá sâu xuống dưới thì các anh chị cần phải biết được bổ sung dinh dưỡng gấp thì cây của chúng ta nó mới mới phục hồi được việc đen thân khô cành trên cây hoa hồng ấy, thì nó có bốn nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là do cái cành hồng chúng ta nó già tức là nó khô trên những cành già các anh chị thì chúng ta không không đáng ngại à, cái nguyên nhân thứ hai là do lấm à, do dễ yếu và do cây của chúng ta nó thiếu dinh dưỡng à, vì vậy chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề lấm vấn đề dễ yếu và thiếu dinh dưỡng thôi vì vậy chúng ta chỉ cần sử dụng an vin để trị lấm này à, bổ sung thêm antolic để điều hòa sinh trưởng và để dùng cái n 3 m các anh chị nhé n 3 m thì nó sẽ giúp cho chúng ta là bổ sung chất dinh dưỡng và phục hồi bộ rễ tức là chúng ta không biết được là cái cây của chúng ta nó do thiếu dinh dưỡng hay là do dễ yếu thì sử dụng l3m là hợp lý nhất Các anh chị tức là l3m nó có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng nó vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây tuy nhiên các chất dinh dưỡng này sẽ được đưa xuống dưới để phục hồi bộ rễ vì vậy chúng ta sẽ sử dụng l3m mà chúng ta sẽ không sử dụng các sản phẩm 501 hay 701 đầu châu 901 thời điểm này chúng ta sẽ sử dụng l3m là hợp lý kết hợp với antolic và Anvin để trị lấm, có anh chị phối với thấm sâu để tăng cái hiệu quả của thuốc. Bốn cái thành phần này, có anh chị pha chung vào một bình là chúng ta có thể xử lý được cái vấn đề khô cành trên cây hoa hồng hoặc là khô cái cành sau khi chúng ta cắt tỉa. Khi cô anh chị cắt tỉa xong mà cô anh chị thấy nó nó khô cành nhiều quá, Đấy, nó khô nan xuống sâu quá thì cô anh chị phải A L3M kết hợp với Antolic với Anvin thì có anh chị phun ngay liều pha thì có anh chị lưu ý cho em là Anvin thì có anh chị pha với liều lượng là 1,25 ml cho một lít nước Antolic thì có anh chị pha với liều là 1 ml cho 3 lít nước L3M thì các anh chị sẽ sẽ pha với liều lượng là 1 gam cho 3 lít nước chúng ta pha chung vào một bình là chúng ta có thể xử lý được phun định kỳ phun định kỳ từ 5 cho đến 7 ngày một lần các bạn nhé và phun đến khi nào mà các anh chị thấy cái cành của chúng ta nó dừng khô lan xuống, tức là đối với cái trường hợp mà mà cành của chúng ta sau cắt tiệm mà nó bị khô khô lan xuống bên dưới, ấy, chúng ta phun như vậy là sau khoảng một hai lần phun là là cái cành của chúng ta nó sẽ sẽ dừng khô và lúc đó thì các anh chị lại chăm sóc cây như bình thường thôi. những cái sản phẩm mà em chia sẻ cho các anh chị ấy, thì chúng ta rất dễ dàng mua được ở trên mạng internet, các anh chị có thể lên trên mạng internet các anh chị chúng ta tìm mua còn nếu có anh chị nào mà không mua được thì có anh chị có thể liên hệ với em qua cái số zalo trên màn hình ấy. em có thể hỗ trợ các anh chị chúng ta mua những cái sản phẩm này khi chăm hoa thì chúng ta cần phải có những cái sản phẩm như vậy có sẵn trong nhà có anh chị thì khi chúng ta cây của chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta xử lý nó mới dễ video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi các anh chị thấy ưu ích thì đăng ký hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết xin chào tất cả các anh chị nhé